bạn đang xem video tại kênh YouTube Review Damm, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Chàng trai này, sau khi say rượu tỉnh lại liền phát hiện bản thân bị nhân vật nổi danh trong trường học xích ở trong nhà rồi. Trên cổ chân đeo một dây xích thật dài, còn bị hậu bối xa lạ chân thành tỏ tình. Không hổ là nhân vật nổi danh trong lời đồn của trường học. Mỗi lần nói chuyện cả người đều tỏa ra ánh hào quang. Nhưng mà thích cậu và sợi xích này có liên quan gì tới nhau? Tây Châu xoa xoa cằm, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Nói ra có lẽ tiền bối sẽ bị tôi dọa sợ mất. Thật ra tôi yêu thích tiền bối, nhưng xung quanh tiền bối có quá nhiều người. Nhìn anh cười với người khác vui vẻ như vậy, tôi liền khó chịu muốn chết. Vậy nên tôi phải nhốt anh lại. Chỉ có tôi có thể nhìn thấy anh. Gia Lan bị kiểu nói chuyện này của hắn ta làm cho sững sờ đến không tài nào suy nghĩ nổi điều gì. Cậu vô cùng cẩn thận dè dặt nói. Làm như thế này chắc là không được đi. Tây Châu mặt dày nói. Thông thường khẳng định là không được rồi. Nhưng mà chắc tiền bối cũng không muốn tôi chết đi có phải không? Gia Lan vừa thấy trạng thái tinh thần của hắn ta không được bình thường cho lắm, liền cảm thấy vô cùng bất lực. Ai sống phần của người đó đi. Cậu tìm lý do nói. Vậy tôi không thể tới lớp thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Tây Châu ngồi bên cạnh vô cùng khí phách đáp. Để tôi phụ trách. Nhất thời bầu không khí yên lặng tới đáng sợ. Hai người cùng nhìn về phía đối phương, không một ai nhúc nhích. Giây tiếp theo, Tây Châu dùng sức nắm lấy bắp tay Gia Lan. Ở nơi này của tôi, anh có thể ở trong căn phòng hào hoa rộng rãi. Có thể ăn đồ ăn ngon mãi mãi không hết. Anh muốn ăn, muốn mặc hay muốn chơi gì tôi đều có thể đáp ứng hết. Nếu bị bệnh tôi có thể gọi bác sĩ tới. Thậm chí còn có một chàng trai đẹp phục vụ. Bởi vì căng thẳng, Tây Châu không khống chế được sức lực trên tay. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch căng thẳng của Gia Lan rồi nói tiếp. Chỉ cần tiền bối ở bên cạnh tôi, nhìn tôi là được rồi. Nói xong liền thay đổi sắc mặt, âm trầm chuẩn bị nói ra những lời uy hiếp Gia Lan. Nào ngờ một tiếng được thôi vang lên cắt ngang những lời uy hiếp còn chưa kịp nói ra của hắn. Chỉ thấy Gia Lan vui vẻ nắm chặt nắm tay, ánh mắt sáng lấp lánh. Lặp lại lần nữa. Được thôi, về sau liền nhờ cậu rồi. Gia Lan sống trong một thế giới bận rộn khắc khổ, ngay đến cả mua đồ ăn cũng không dám lãng phí để uống một chai nước ngọt. Cậu nỗ lực học tập còn đụng phải những giáo sư xấu tính và xảo quyệt. Đột nhiên có một người từ trên trời rơi xuống nói muốn nuôi cậu. Chỉ cần cậu ở đây là được rồi. Đối với Gia Lan mà nói, rõ ràng chính là từ trên trời rơi xuống một chiếc bánh lớn. Thật là sung sướng. Chàng trai này bị hậu bối xa lạ nhốt trong nhà hắn ta, còn bị xích lại. Không có điện thoại để chơi cũng không thể rời khỏi căn nhà này. Nhưng cậu không những không buồn chán mà còn vô cùng hưởng thụ cuộc sống này. Hơn nữa còn có một anh chàng đẹp trai gọi tới là, tới liền lúc nào cũng sẵn lòng phục vụ. Đây rõ ràng chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Tây Châu à, có thể giúp tôi mở nhạc không? Tây Châu à, nếu con snack vị hành tây thì cũng đem tới đây. Cuộc sống này thoải mái tới mức giống như có một người máy thông minh làm việc cho vậy. Nhưng rất nhanh cậu liền cảm thấy không đúng lắm. Cậu giống như rác rưởi vậy cũng được sao? Hơn nữa, chỉ cần nghe lời, đây là hiệu ứng gaslighting, thao túng tinh thần sao? Nghĩ tới chuyện này, cậu liền ngồi bật dậy, gọi một tiếng Tây Châu. Nghe được cậu gọi, Tây Châu vô cùng vui vẻ chạy tới. Tiền bối có chuyện gì muốn phân phó cho hắn ta làm rồi. Nhưng khi tới lại thấy Gia Lan lo lắng chất vấn hắn. Cậu chẳng lẽ không muốn làm gì với tôi à? Bị nói trúng tim đen. Tây Châu lập tức bị dọa cho một trận. Hắn đỏ mặt ấp úng nói. Không, vẫn chưa có. Không được đồng ý chính là phạm pháp đó. Gia Lan đung đưa cổ chân bị dây xích xích lại. Dây xích lạch cạch phát ra âm thanh như nhắc nhở Tây Châu. Mặc dù cậu nói như vậy, nhưng không phải vẫn đem tôi xích lại đó sao? Hơn nữa từ đó tới giờ tôi cũng chưa từng phản kháng. Nếu cậu không muốn làm gì tôi thì xích tôi lại để làm gì? Tây Châu căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Đó là vì từ đầu đã muốn nhốt anh lại. Lúc này, một tia sáng đột nhiên chói qua đầu hắn ta. Lẽ nào tiền bối anh không ghét chuyện không thể ra ngoài, bị nhốt trong nhà tôi sao? Gia Lan vô cùng thản nhiên đáp. Đó là đương nhiên. Tôi không phải làm gì. Đều là cậu làm giúp tôi hết. Nghe được lời này, trái tim Tây Châu đập nhanh liên hồi. Vậy tức là nói, anh cũng thích tôi. Gia Lan nhìn chằm chằm về phía hắn ta nói. Nói thật thì có thể không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Còn có một anh đẹp trai ở bên cạnh phục vụ. Nếu là người bình thường chắc chắn đều sẽ thích đi. Tây Châu vừa nghe được những lời này, trong mắt liền loang loáng nước rồi. Ai cũng thích sao? Cái khí chất áp bức này làm Gia Lan vội vàng lùi lại. Đúng vậy, cho nên cậu liền cởi xích ra đi. Tôi sẽ không rời đi đâu. Nhưng sau đó cậu lại phát hiện, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Hai má của cậu được người kia nâng trong tay. Hình như tiền bối quên lý do tôi xích anh lại rồi. Nói xong Tây Châu liền trực tiếp hôn xuống.